Huấn luyện viên bóng bàn Hàn Quốc khóc vì bất lực trước Trung Quốc. Huấn luyện viên Jo Se-hyuk rơi nước mắt khi Hàn Quốc thi đấu tốt cũng không thể vượt qua Trung Quốc ở tứ kết bóng bàn đồng đội nam Olympic Paris 2024. Hàn Quốc thua Trung Quốc 0-3 sau một trận đánh đôi và hai đánh đơn. Lim Jong-hun và Jang U-jin lần lượt thua số 2 thế giới Phan Chen-dong và số 1 Wang Chu-jin. Bóng bàn nam Hàn Quốc đánh dấu 38 năm không thể thắng Trung Quốc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jo Se-hyuk bật khóc khi trả lời truyền thông ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp. Ông quay lại lấy một chiếc khăn trắng trong túi để lau nước mắt. Đội đánh cũng không tệ, nhưng lần nào chúng tôi cũng thua như thế này, huấn luyện viên Jo nói với hãng tin Yonhap. Vị huấn luyện viên 44 tuổi cho rằng nhiều người sẽ nói bóng bàn Hàn Quốc thi đấu kém cỏi và ông cảm thấy có trách nhiệm. Lần cuối cùng bóng bàn nam Hàn Quốc thắng Trung Quốc ở nội dung đồng đội là chung kết ASEAN Seoul 1986. Sau đó, Hàn Quốc còn vô địch ASEAN Bắc Kinh 1990, nhưng không gặp Trung Quốc. Huấn luyện viên Jo mô tả bóng bàn Trung Quốc như vạn lý trường thành, khiến ông nhiều lần nản lòng trước sức mạnh của họ. Thách đấu với Trung Quốc là điều đáng sợ, ông cho hay. Nhưng các vận động viên sẵn sàng đón nhận để nỗ lực vượt qua, dù cho sẽ cảm thấy áp lực và sợ hãi khi liên tục thua. Bóng bàn được đưa vào thi đấu ở Olympic từ 1988 đến 2008 tại Bắc Kinh, nội dung đồng đội được áp dụng, thay thế cho các nội dung đánh đôi để giảm thiểu sự chênh lệch giữa các đội tuyển. Hàn Quốc lần lượt thua Trung Quốc ở bán kết 2008, 2016 và 2020, còn năm 2012 thì thua ở chung kết, đều với tỷ số 0-3. Paris 2024 là lần đầu tiên Hàn Quốc bị loại ở tứ kết, do kết quả bốc thăm sớm phải gặp Trung Quốc. Huấn luyện viên Jo Se-hyuk cho biết đội chắc chắn không gặp bất lợi nếu gặp Đức hay Thụy Điển. Hai đội này đã chạm trán nhau và Thụy Điển giành chiến thắng để lần đầu vào chung kết, trong khi Trung Quốc gặp chủ nhà Pháp ở bán kết còn lại. Huấn luyện viên Jo Se-hyuk bật khóc khiến truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc chú ý. Trên diễn đàn thảo luận trực tuyến của Baidu, cư dân mạng Trung Quốc tôn trọng tinh thần chiến đấu và sự chân thành của đối thủ, thậm chí so sánh Hàn Quốc có nhiều môn thể thao giỏi hơn. Một tài khoản bình luận rằng Hàn Quốc nên vui khi đội tuyển bóng đá thường xuyên bắt nạt Trung Quốc. Huấn luyện viên của nền bóng đá yếu đuối chúng tôi sẽ không khóc ngay cả khi thua 100 lần. Một tài khoản viết, một người khác nói thêm, người dân Trung Quốc đã khóc khi xem bóng đá hơn 20 năm qua. Trung Quốc và Hàn Quốc đều có môn thế mạnh tại Olympic. Trung Quốc có nhảy cầu, bóng bàn, cử tạ. Trong khi đó, Hàn Quốc có bắn cung, bắn súng. Trung Quốc đang hướng tới thâu tóm 7 huy chương vàng nhảy cầu và 5 huy chương vàng bóng bàn, còn Hàn Quốc đã giành trọn bộ 5 huy chương vàng bắn cung. Ở môn bắn súng, Trung Quốc giành 5 huy chương vàng, còn Hàn Quốc là 3 trong tổng số 15 bộ huy chương. Việc huấn luyện viên Jo rơi nước mắt khiến các vận động viên Hàn Quốc bất ngờ, trong đó Jang U-jin nói đây là lần đầu thấy huấn luyện viên khóc. Điều đó có nghĩa là bạn đang rất nghiêm túc với cuộc thi, vận động viên 29 tuổi nói. Chúng tôi không sợ Trung Quốc vì họ là động lực giúp tôi nỗ lực cạnh tranh ngang hàng với các đối thủ khác. Giang cho rằng bóng bàn Hàn Quốc phải nâng cao trình độ để cạnh tranh với Trung Quốc, Nhật Bản. Nếu các khía cạnh được cải thiện, họ sẽ có cơ hội trong 5 đến 10 năm nữa. Trung Quốc là đất nước tỷ dân, có số lượng người chơi bóng bàn khoảng 50 triệu, ngang bằng dân số Hàn Quốc. Tay vợt Lim Jong-hun kỳ vọng Hàn Quốc sẽ sớm tìm thấy một ngôi sao mới như Shin Hyun-min của nữ. Để cạnh tranh ở Olympic tiếp theo, nơi anh và Jang U-jin đều ngoài 30.